Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình Laravel tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa Phạm. Thì trong bài ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái phần khá là hay, đó chính là Eloquent Model. Thì để hiểu hơn về phần này, thì mình sẽ cho các bạn xem một cái ví dụ như sau. Giả sử mình muốn insert một cái người dùng vào trong cái bảng user của mình, thì mình sẽ phải gọi db://table và gọi cái hàm insert. Thì trong cái hàm insert này, các bạn sẽ phải insert một cái mảng gồm các cái phần tử, cái cột mà các bạn muốn insert. Như các bạn thấy ở đây là nó khá là lằng nhằng và rất khó xử lý. Thì để làm việc dễ dàng hơn và insert một cách nhanh chóng hơn, thì Laravel cung cấp cho chúng ta một cái model. Thì trong cái model này, thì các bạn chỉ việc truyền những cái giá trị các bạn muốn insert vào trong bảng dữ liệu, và các bạn gọi một cái hàm, gọi là cái hàm save, là cái model nó sẽ tự động lưu cái dữ liệu chúng ta mong muốn vào trong cái bảng user này. Thì như các bạn nhìn thấy ở đây, thì chúng ta giả sử chúng ta có một cái model user, thì chúng ta chỉ việc gắn name, gắn email, password, tuổi, và các bạn gọi cho mình một cái hàm save, thế là xong. Model nó sẽ tự động làm hết tất cả những cái công việc mà lưu vào trong cơ sở dữ liệu cho chúng ta. Thì tương tự như thế thì chúng ta có thể delete bằng chỉ một cái lệnh delete này. Vậy thì model được lưu ở đâu? Thì các bạn có thể mở phần code ra và các bạn nhìn cho mình vào trong thư mục app. Thì trong thư mục app này nó sẽ có một cái file user. Thì cái file user này chính là một cái model user. Thì ở đây Laravel đã tạo sẵn cho chúng ta một cái model user. Thì mình sẽ thử dùng cái model này để lưu một cái thành viên mới vào trong cái user. Thì để làm được điều đấy, mình sẽ quay lại phần route. Ở đây mình sẽ khai báo route get, mình sẽ đánh dấu lại trước ở đây là model. Rồi quay trở lại, mình sẽ get và model save. Ở đây mình chuyển vào một cái function. Tiếp theo các bạn hãy gọi cái model user lên. Thì mỗi cái model user là một cái class, thì mình sẽ có thể khai báo một cái biến có tên là user. Đây mình có thể ghi là user. Rồi mình khởi tạo cái user này là một cái class user new app. Mình sẽ phải trỏ đến thư mục app và xuyệt ở đây, các bạn xuyệt cho mình user. Do cái model này là một cái đối tượng, cho nên chúng ta sẽ phải tạo một cái user theo kiểu hướng đối tượng. Và ở đây thì chúng ta sẽ truyền cho nó, truyền cái user này, truyền vào cái trường name này, cái tên. Ở đây mình có thể đặt là my và mình truyền cho cái user my này một cái email, my@email.com. Tiếp theo mình chuyển cho nó một cái mật khẩu chẳng hạn. Bằng mật khẩu. Rồi, ở đây mình insert nhanh cho các bạn xem. Thì sau khi các bạn khai báo như này, thì các bạn hãy gọi cho mình cái hàm save. User save. Rồi, ở đây mình echo ra một chữ thực hiện save. Tiếp theo thì bây giờ mình sẽ chạy thử cái model save này cho các bạn xem. Thì mình mở lại phần bảng user, thì như các bạn thấy đây có ba người dùng Khoa Phạm, Laravel và PHP. Thì đây mình gọi cái model xuyệt save, nhấn enter.
đã thực hiện hàm save. Mình quay lại phần database, mình F5. Các bạn có thể thấy là chúng ta đã insert thành công một cái phần tử có tên là my email, là my@email.com, và mật khẩu. Các bạn có thể thấy là chúng ta có thể truy vấn cũng như là lưu một cái user khá là nhanh, chỉ việc gọi cái hàm save và các bạn truyền những cái tham số, những cái thuộc tính cho cái bảng user này. Giả dụ để gọi để truy vấn một cái user ra thì các bạn làm như nào? Thì ở đây chúng ta sẽ gọi round get model, và ở đây mình sẽ sử dụng cái model. Ở đây mình sẽ ghi là query. Rồi mình truyền vào một cái function. Thì ở đây thì mình sẽ tạo một cái user để lưu cái người dùng mà mình muốn lấy ra. Thì mình có thể cho trực tiếp vào app set user. Ở đây mình sẽ sử dụng hai cái dấu hai chấm. Và tiếp theo mình sẽ dùng hàm file. Thì trong cái hàm file này nó sẽ tự động vào cái bảng user của chúng ta. Nó tự động vào cái bảng user này, nó tìm đến cái cột có tên là ID. Và từ cột ID nó sẽ tìm cho chúng ta cái giá trị 4. Ở dưới đây mình chuyển vào 4, các bạn nhấn chấm phẩy. Rồi các bạn, giờ mình sẽ echo cái tên của user nó ra. User có ID bằng 4. Ở đây mình sẽ trở lại thành name. Đó. Ở đây do user là một cái đối tượng nên chúng ta có thể trở vào cái name của nó. Rồi, giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn xem lệnh query. Các bạn nhấn enter. Như chúng ta thấy đây, chữ my đã hiện ra màn hình cho chúng ta. Vậy là với hai câu lệnh truy vấn ngắn gọn như này thì chúng ta có thể in ra màn hình tên của người dùng có ID bằng 4. Vậy là trong bài ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về model trong Laravel, cũng như là cái cách lưu dữ liệu rất nhanh chóng của nó. Thì sang tiếp bài tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau tự tạo cho mình một cái model riêng và thực hiện thêm một số các cái lệnh, một số cái hàm mà model nó cung cấp cho chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau.